trở lại tiếng loa vào trong mô hình. Loa là tiếng cái gì? Nói anh. Em con. Thêm dấu thanh để tạo được tiếng mới. Như vậy là chúng mình đã tìm được rất là nhiều tiếng có dấu thanh. Cô mời cả lớp đọc. Đọc phân tích từng tiếng. Hợp được với mấy thanh? Cô mời Ngọc Anh. Em mời cô, đúng là tiếng ghép với 6 thanh. Cô mời bạn Linh. Em mời cô, tiếng nói mà nó ghép được 6 dấu thanh ạ. Em nhắc lại, 6 thanh. 6 thanh ạ. À đúng rồi. Vậy thì dấu thanh đặt ở vị trí nào? Cô mời Cầm. Em mời cô là ở trên hoặc dưới âm chính ạ. Rất là giỏi. Cô cảm ơn các bạn. Như vậy là việc 1 của chúng mình đã hết rồi. Cô giáo và các bạn sẽ cùng nhau chuyển sang việc 2. Cô mời bạn Ngọc Linh sẽ tổ chức cho chúng mình chơi một trò chơi nhé. Cô mời Ngọc Linh. Cô cảm ơn Ngọc Linh. Chúng mình chơi có vui không? Đã sẵn sàng vào việc 2 chưa? Rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang việc 2. Cô hỏi, chúng mình vừa học vần gì? Cô mời Huy. Rồi, cô mời một bạn nhắc lại. Cô mời Ngọc Linh. Em nói cô, chúng mình vừa học vần hoa. Cả lớp phân tích vần hoa. Gồm có mấy âm, là những âm nào? Cô mời Trinh. Âm A và âm A. Giỏi lắm. Âm nào đứng trước, âm nào đứng sau? Cô mời Ngọc Anh. Em mời cô, âm A đứng trước, âm A đứng sau ạ. Rất tốt. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách viết. Cô có chữ ghi vần oa. Cô mời một bạn nhận xét độ cao và khoảng cách của chữ ghi vần oa. Cô mời em. Hoa.
À, khoảng cách từ chữ O sang chữ A là một thân, nửa thân con chữ O. Cả lớp quan sát, cô giáo hướng dẫn chữ ghi vần oa. Từ dưới đường kẻ ngang thứ ba, cô giáo đặt bút. Viết con chữ O. Từ điểm dừng bút của O, lia bút sang ngang. Viết A. Điểm dừng bút nằm ở đường kẻ ngang thứ hai, khoảng cách từ O sang A là một nửa thân con chữ O. Cả lớp viết oa. Dẫn chữ ghi tiếng hoa. Đặt bút từ đường kẻ ngang thứ hai, cô giáo viết chữ hờ. Từ điểm dừng bút của chữ hờ, ta nối sang hoa. Dừng bút lại ở đường kẻ ngang thứ hai, cả lớp đọc. Cô mời cả lớp viết. Cô thấy rất nhiều bạn viết đẹp, cô Tuyên Dương, Ngọc Anh, Linh, Dương, rất giỏi. Wow. Lớp quan sát, cô giáo hướng dẫn chúng mình viết chữ ghi từ họa mi. Đặt bút từ đường kẻ ngang thứ hai, cô giáo viết hờ. Từ điểm dừng bút của hờ, cô nối sang oa. Dấu thanh đặt ở âm chính, cô giáo đặt ở âm A. Khoảng cách từ họa sang mi bằng một con chữ O. Dừng bút lại ở đường kẻ ngang thứ hai, cả lớp đọc. Cô mời cả lớp viết. Cô mời em mang bảng của mình lên đây. Chúng mình quan sát để nhận xét bài của bạn. Cô mời Ngọc Linh nhận xét bài của bạn. À đúng rồi, chúng mình thấy này, bạn viết chữ rất là đều và đẹp. Lần sau em lưu ý một chút khoảng cách từ họa sang mi nhé. Rồi, cô mời em về chỗ. Thank you.
Cô quan sát thấy tất cả chúng mình đã viết xong và cô giáo đã chấm được bài của một số bạn. Cô nhận xét bài của bạn Ngọc Anh, bạn Cầm, bạn Linh, bạn Ngân, bạn Dương. Rất là nhiều bạn đã được điểm 9, 10. Cô dành cho cả lớp một tràng pháo tay. Cô giáo hỏi, hôm nay chúng mình được học vần gì? Cô mời Long. Cô cảm ơn em. Vần oa thuộc kiểu vần gì? Cô mời em. Vần oa, âm trong vần oa, âm nào là âm đệm, âm nào là âm chính? Cô mời Ngọc Linh. À và đúng, đấy chính là kiểu vần chúng ta học ngày hôm nay. Cô nhận xét trong tiết học này cô thấy rất là nhiều bạn tích cực sôi nổi học bài. Cô thưởng cho chúng mình một tràng pháo tay thật to. Cô chào cả lớp, cô mời cả lớp ngồi xuống. Hôm nay cô cùng các em tiếp tục học hai tiết tiếng Việt, bài vần có âm đệm và âm chính. Vần có âm đệm và âm chính. Trước khi vào bài mới, cô mời lớp trưởng lên tổ chức cho các bạn chơi trò chơi khởi động. Cảm ơn lớp trưởng. Mời lớp mấy em về chỗ. Chúng mình cùng vào việc 3. Đọc bài trên bảng. Mời một bạn đọc bài. Cô mời Bình Minh. O, U, U, A, Qua, E, B, I, Li, O, Qua. Ư câu này là trồng môi âm ư. Loa, lò, qua, loa, xoa, qua, qua. Bây giờ cô chỉ bất kỳ, các bạn hãy đọc theo tên cô chỉ nhé. Ai xung phong đọc bài? Cô mời Dương. A, O, U. Khi cô chỉ em mới đọc. A, Qua, I, Quy, U không, U không để làm tròn môi âm U. Loa, lò. Cô mời Quang. A, Qua, E, B, Ơ, Vơ, Toa, Toa, Toa. Em đọc tốt lắm, cô mời em ngồi xuống. Cô mời Ngọc Linh. Loa, lò, qua, loa. Xoa, loa, loa.
Xin mời em ngồi xuống, em đọc rất giỏi. Qua phần đọc bài trên bảng, cô thấy rất nhiều bạn đọc tốt. Bây giờ các bạn chú ý. Mời một bạn đọc bài. Cô mời Văn Anh. Bạn Văn Anh đọc rất giỏi. Cô mời cả lớp thưởng cho bạn một tràng pháo tay. Cô mời Kiều Trinh đọc từ thứ nhất. Loa xoa. Rất tốt. Cô mời Ngân. Loa xoa. Đúng rồi. Cô mời Huy. Loa xoa. Rất tốt. Cô mời Kiên. Cô mời Ngọc. Cô mời Khánh Linh. Một phút bắt đầu. Nêu cho cô âm tròn môi. Cô mời Nhi. Rất giỏi. Nêu cho cô âm không tròn môi. Vào trong sách cho biết bạn nhỏ trong tranh đang làm gì. Cô mời Lương. Đúng rồi, em nói đúng rồi đấy. Cô mời một em lên trên bảng thể hiện độ chân môi nhỏ dần. Cô mời Trâm. Cả lớp hãy quan sát bạn. Rất tốt, cô mời em về chỗ. Mời cả lớp. Cô phát âm A, O.
cô vừa làm việc gì? Cô mời Ngọc Linh. Em ơi, cô vừa làm xong em à. Đúng rồi, cô cảm ơn em. Cô mời em ngồi xuống. Bạn nào có thể làm tròn môi tiếp cho cô âm e? Cô mời Huy. Rất chính xác. Nói tiếp. Đúng rồi. Em phát âm lại, em làm tròn môi lại. Ư. Nhìn vào trong sách em. Để nói to lên nhá. Đúng rồi.